Chị em ơi, đây là set đồ em Hương chọn để diện đi du lịch Phú Yên mùa hè này nè. Màu xanh cốm đang là màu sắc hot trend rất được ưa chuộng hiện nay đúng không mọi người? Vậy nên nhà Mega cũng không để thiếu gam màu thời trang này trên kệ. Đây là mẫu thiết kế độc quyền mới nhất trong bộ sưu tập hè này của nhà Mega. Màu xanh cốm xinh xắn và thiết kế điệu đà lạ mắt sẽ khiến chị em không thể chối từ nha. Set gồm một áo sơ mi cộc tay, cổ để xinh xắn. Hàng cúc khi cài vào sẽ giấu được vào trong nên người nhìn sẽ không nhận ra là nàng đang mặc sơ mi. Điểm nhấn của em áo này là phần dây nơ trang trí xinh xắn lạ mắt, giúp cộng điểm nữ tính điệu đà cho các nàng. Phối cùng một em quần cầu form rộng rãi mát mẻ, có thiết kế nơ trang trí tương tự áo luôn nè. Vì sao em lại chọn set này để mặc đi du lịch là bởi em set bộ này có rất nhiều kiểu mặc đa dạng nha. Kiểu đầu tiên đó là chị em mặc nguyên set và sơ vin áo vào trong quần cho em Hương nha. Kiểu mặc sơ vin này thì sẽ giúp chị em có diện mạo gọn gàng và nữ tính. Tiếp theo, để phá cách và cá tính hơn, nàng hãy khéo léo đâu một bên áo và phần xẻ lỗ ở đây để tạo một thiết kế mới mẻ và cực kỳ cuốn hút. Một nửa bên thả suông, còn một nửa bên giả sơ mi rất độc đáo. Kiểu cuối cùng đó là đề cao tính thoải mái và dễ chịu hơn, đó là chị em hãy thả suông áo xuống cũng vẫn ok nha. Chất vải lụa tơ nến cao cấp, có độ mềm mại và độ rủ cực kỳ thích. Gam màu xanh cốm này vừa mát mẻ mà lên này là cực xinh đó ạ. Sắm ngay em này về để thật xinh đẹp và thời trang khi đi du lịch các nàng nha.